nổi tiếng Orient SK hay Orient Seeking lần đầu được giới thiệu vào năm 1970 và đã nhanh chóng trở thành dòng sản phẩm bán chạy nhất của Orient thời điểm đó, không chỉ tại Nhật Bản mà còn ở các thị trường châu Á khác, trong đó có Việt Nam. Chắc hẳn với những người đam mê đồng hồ lâu năm tại Việt Nam thì cái tên Orient SK mặt lửa đã trở nên vô cùng quen thuộc. Để tri ân đến những tín đồ của dòng sản phẩm này, thương hiệu Orient vừa cho ra mắt dòng Seeking mới trong năm 2019 với những cải tiến nổi bật. Phiên bản 2019, phần trung tâm mặt số được sơn theo hiệu ứng chuyển màu từ đen ở hai bên chuyển dần thành các phối màu khác nhau. Cải tiến trong thiết kế này mang đến sự trẻ trung hơn và thời trang hơn, phù hợp hơn với những người đeo trẻ tuổi. Dù vậy, đa phần những chi tiết làm nên sự độc đáo và đắt giá của dòng Orient SK những năm 70 vẫn được giữ lại, như bốn đinh ở bốn góc bezel hay những mốc giờ dạng đinh tán. Vì thế đây vẫn là một sự lựa chọn hoàn hảo để làm quà cho những thế hệ cha chú của chúng ta, giúp họ sống lại đam mê thời trai trẻ. Đầu tiên, hãy cùng cân nhắc nên đeo dòng đồng hồ này trong những dịp thế nào. Orient SK là dòng đồng hồ mang kiểu dáng khỏe khoắn, hơi hướng đồng hồ lặn. Mặt số sở hữu những tông màu nam tính như đỏ, nâu hay xanh navy đi kèm lớp vỏ và bộ dây thép không gỉ sáng bóng. Từ những đặc trưng này có thể nói đây là mẫu đồng hồ phù hợp để đeo trong rất nhiều dịp khác nhau, từ công sở đến những buổi gặp mặt đối tác, bạn bè hay trong những kỳ nghỉ cùng gia đình. Vậy trong từng dịp nhất định thì nên chọn những bộ trang phục đi kèm ra sao cho phù hợp với hai đối tượng khác nhau là người đeo trẻ tuổi và trung niên. Với người đeo trung niên, tầm tuổi trên 40 thì đa phần trang phục ưa thích trong hầu hết các trường hợp sẽ là áo polo, áo sơ mi, quần âu, quần jean trơn, đa phần là những thiết kế đơn giản mang đến cảm giác chững chạc và lịch sự. Những tông màu phù hợp với màu mặt số sẽ là trầm như đen, xám hoặc xanh navy. Đây đều là những màu sắc làm nổi lên những cột màu vàng đỏ, vàng nâu hay xanh trên mặt số của dòng Orient SK, giúp bộ trang phục sẽ có được điểm nhấn rõ ràng hơn. Tiếp theo, với những người đeo trẻ tuổi, từ 20 đến 35 tuổi thì tùy vào từng dịp để chọn các trang phục đi kèm cùng dòng Orient SK này. Với những sự kiện yêu cầu sự sang trọng như buổi lễ tiệc thì ưu tiên những trang phục đơn giản, ít họa tiết. Trong những dịp như vậy thì dòng Orient SK vô cùng phù hợp nhờ mặt số đơn giản, không có quá nhiều chi tiết phức tạp, lớp vỏ đậm chất nam tính nhờ màu bạc của thép không gỉ, cùng với đó vẫn mang đến những điểm nhấn nhỏ nhưng đắt giá của mặt số màu vàng đỏ, vàng nâu và xanh. Tiếp theo, khi chọn trang phục cho công sở hay những buổi gặp mặt đối tác, bạn hàng thì những trang phục nên chọn vẫn lịch sự nhưng sẽ mang hơi hướng trẻ trung hơn, nhiều màu sáng hơn. Nên chọn sơ mi bên trong hoặc cà vạt đồng màu với màu mặt của những mẫu Orient SK bạn ưa thích. Bên cạnh đó, khi trở về với những cuộc gặp gỡ bạn bè hay đi với gia đình thì những trang phục đơn giản như áo phông, quần jean, quần kaki đều phù hợp để đi cùng 3 mẫu Orient SK này. Và cuối cùng, kết hợp 3 mẫu Orient SK này cùng các món phụ kiện ra sao? Điều này phụ thuộc vào màu sắc của phần mặt số mà bạn ưa thích. Với màu vàng đỏ, đây là tông màu không rực như đỏ hồng ở phiên bản Orient SK cũ nhưng vẫn rất nổi bật khi so với hai màu sắc còn lại. Tông màu này rất phù hợp khi mang trong mùa đông, tạo được điểm nhấn cho các bộ trang phục cũng như mang đến cảm giác ấm áp và quyến rũ hơn. Các phụ kiện khi kết hợp cùng tông màu vàng đỏ này thì nên sở hữu những tông màu sáng, nhạt như trắng hoặc bạc giúp tạo sự tương phản vừa đủ. Với phối màu tiếp theo, nâu vàng, thì chúng ta nên kết hợp với những màu sắc trầm và đậm hơn như đen, xám đậm, cũng có thể là vàng hồng. Điều này sẽ giúp làm nổi bật chiếc đồng hồ như một điểm nhấn của bộ trang phục. Ngoài ra, cũng có thể kết hợp với những món đồ có màu sắc tương tự như thắt lưng hoặc cà vạt nâu nhạt, tạo nên sự đồng bộ và chỉn chu. Với phối màu xanh navy thì nhìn lướt qua sẽ có cảm giác toàn bộ mặt số của chiếc Orient SK này như sở hữu một màu đen có chút xanh ở phần trung tâm. Vì vậy, đây có thể coi là phối màu dễ phối đồ nhất khi nó có thể kết hợp với nhiều màu sắc khác cũng như nhiều loại phụ kiện làm từ các chất liệu khác nhau như bạc, vàng, mạ vàng hay vàng hồng. Và vừa rồi là cách phối đồ với bộ ba Orient SK 2019 hoàn toàn mới, với ba màu sắc nổi bật và tinh tế của mặt số cùng với kiểu dáng mạnh mẽ đã tạo nên thương hiệu. Chắc chắn bộ ba Orient SK 2019 sẽ là những sự lựa chọn hoàn hảo cho những quý ông yêu thích những mẫu đồng hồ khỏe khoắn, nam tính, muốn tìm lại cảm hứng từ dòng đồng hồ lừng danh của những năm 70-80 thế kỷ trước. Vậy các bạn nghĩ sao về những mẫu đồng hồ đặc biệt mà chúng tôi vừa giới thiệu trong video ngày hôm nay? Hãy để lại comment ở bên dưới nhé! Đừng quên like, share và subscribe ngay! Xin chào và hẹn gặp lại!